tiết mục tiếng thơ. Đây là chương trình phát thanh dành cho binh sĩ ngụy quyền Sài Gòn. Hơi thấp. Anh cao lên một chút đi. Đây là chương trình phát thanh dành cho binh sĩ ngụy quyền Sài Gòn. Chương trình phát thanh dành cho binh sĩ ngụy quyền Sài Gòn. nghe còn rõ lắm. Người phát thanh viên của Đài Quốc gia Đài Lớn mà tình cảm anh còn lông bông thì không thể nào anh đọc tốt, không thể nào anh thu phục được thính giả cả. Rồi một cô du kích ở Trà Vinh viết: đêm nào nghe chú đọc, cháu thấy ngày thống nhất gần lắm rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử 75 năm hình thành và phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, vào thời điểm đất nước bị chia cắt làm hai miền từ năm 1955, tổ phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam được bổ sung nhiều giọng đọc miền Nam như Minh Đạo, Trần Phương, Lan Hương, Kim Hoa, Kim Túy, Kiều Vân. Cùng với các giọng đọc miền Bắc như Nguyễn Thơ, Việt Khoa, Tuyết Mai, Lê Việt, Phương Chi. Đây được coi là thế hệ giọng đọc vàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chính những giọng đọc tài hoa, truyền cảm này đã góp phần tăng thêm sức mạnh của mỗi tác phẩm, lan tỏa rộng rãi trong công chúng. Trong số những giọng đọc miền Nam để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng có nghệ sĩ ưu tú, phát thanh viên Trần Phương. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Mai Hồng với nghệ sĩ ưu tú Trần Phương, phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong gần 20 năm, từ năm 1957 đến năm 1975. Vâng, xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trần Phương đã tham gia chương trình hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa ông, gần 20 năm làm phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì giọng đọc của ông đã trở nên rất là gần gũi với đông đảo người nghe. Thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam thời ấy thì rất là thích giọng đọc của ông ở cả hai thể loại là bình luận và đọc truyện đêm khuya. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Trần Phương, vâng, theo kinh nghiệm của ông thì làm như thế nào để có thể thể hiện tốt những cái tác phẩm phát thanh ạ? Phát thanh viên thì đánh giá mà một cái giọng đạt yêu cầu thu phục được người nghe này kia, thật tình thì cái giọng mới một nửa thôi. Tiêu chuẩn đầu tiên là phải chọn cái giọng đẹp, giọng phát âm chuẩn đẹp, bởi vì cái công cụ nghề nghiệp của người phát thanh viên là cái giọng nói mà, thì dứt khoát là người ta phải kén một cái giọng đẹp, giọng hấp dẫn. Chứ còn cái giọng thanh quá, trầm quá rồi gì đó thì không đạt, không được, không thể được. Kế đó đạt được đó là phải có cái trình độ, cái vốn sống để hiểu bài thì mới thể hiện ra, mới thu phục, mới hấp dẫn người nghe được. Chứ còn trình độ văn hóa thấp, vốn sống không có bao nhiêu, nó non nớt quá thì là không thể nào thể hiện được những cái đoạn văn để thu phục người nghe. Chứ còn non quá thì không được. Vậy theo ông thì làm thế nào để có thể cảm thụ văn bản phát thanh được tốt, để thể hiện được bằng lời nói như là ông vừa nêu ạ? Cái đó thì nó cần cái tình cảm, đặt vào cái khung cảnh đó, nắm bắt cho được trạng thái tình cảm của nhân vật ở trong chuyện để mình thể hiện lại. Và thể hiện thế nào thì nó có cái cách thể hiện ở trên đài, nó khác hơn kịch nói, mà thể hiện phần nào thôi, ví dụ thế. Cho nên phải có cái tình cảm đó thì nó mới ra bằng cái giọng nói. Không phải văn nghệ mà mọi mặt đời sống cũng vậy. Người phát thanh viên phải có cái tình cảm đó thì nó đọc ra nó mới thu phục, nó hấp dẫn người nghe. Chứ còn thôi thì đọc nó lân lân, nó khơi khơi vậy thì nó không, người ta không cảm động, không thích, không nghe được. Như ông vừa nói thì người phát thanh viên muốn thể hiện tốt từng bài viết phải có những cái cảm xúc của mình với bài viết đó. Thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng nhận xét rằng nghệ sĩ ưu tú Trần Phương có một chất giọng đậm đà, chất men say của văn phong Nam Bộ. Thưa ông, làm thế nào để mỗi người có thể tạo ra một giọng điệu riêng cho giọng đọc của mình ạ? Nó vô chừng, cũng không phải là một cái chuẩn gì để mà đo lường cái này lắm, mà miễn mình giữ được cái phong ngôn đúng, đừng có lai tiếng. Lai tiếng là vừa tiếng vừa phong cách, đừng có bị lai. Mà ngay lúc đó cũng vậy, đồng chí Trần Lâm, tổng giám đốc đài, cũng phải nhắc các anh chị đừng đừng nhá,
đừng có bao giờ nó lai giọng đồ này kia, nó khó chịu, mà lai là không văn hóa rồi. Đó, các anh chị giữ đúng, còn sửa là sửa chữ nghĩa thôi. Chữ nghĩa nào phát âm nó không đúng thì phải sửa lại cho nó đúng, chứ còn đừng có lai giọng. Ngay đồng chí Trần Lâm lúc đó cũng đã nhắc như thế, cho nên giữ. Thưa ông, trong gần 20 năm làm phát thanh viên ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, chắc hẳn là ông có nhiều kỷ niệm sâu sắc. Xin ông kể lại cho thính giả chương trình hôm nay nghe một cái kỷ niệm với ông là sâu sắc nhất ạ. Kỷ niệm thì kỷ niệm tình cảm nhất, nó động viên, nó an ủi mình, đó là kỷ niệm giữa người nói và người nghe, giữa mình và thính giả. Đấy, chính cái người nghe, cái tình cảm của thính giả nó động viên người đọc, người nghệ sĩ nói chung, nó bồi bổ tâm hồn cho người nghệ sĩ, cảm động lắm. Mà thời trước đó, thời đó nó quý, cái vai trò của đài nó thích lắm, nó quý là bởi vì đâu có truyền hình gì đâu. Mọi thứ trong nhịp sống, chiến tranh, làm ăn, sản xuất đều lắng nghe đài, đều nghe đài hết, để mà biết, để mà làm theo. Cái vai trò của đài trong những năm đó nó thích lắm. Ngay cái buổi chiều 30 tháng 4 chẳng hạn, 4 giờ chiều là có tin ở bên thư ký, bên đồng chí Trần Lâm gọi qua. Vì Trần Lâm nói phải chuẩn bị hai giọng để đọc trực tiếp, có tin đặc biệt. À, là biết rồi, biết là có tin chiến thắng rồi đấy. Rồi chuẩn bị là Nguyễn Thơ và chị Trước Mai vô ngồi đọc trực tiếp ấy. Rồi một lát sau nữa, anh Phong Viên quân đội, anh Hải Tân, anh cầm cái bài sang. Cái bài này là do Cao Nham viết cho đài, một đại tá, nhà báo đại tá bên quân đội viết cho đài để chào mừng, để đưa cái tin hoàn toàn giải phóng miền Nam rồi thì phát cái bài bình luận này lên. Cái bài tựa của cái bài bình luận rất là tình cảm, rất là dễ thương. Cả nước ôm hôn thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. 7 phút Cao Nham viết. Anh Lâm dặn là cái bài này giọng miền Nam. Trần Phương đọc đi, đọc xong người ta đưa tin rồi thì bấm phát cái bài này. Thì đưa tin cái câu người ta hoàn toàn giải phóng miền Nam, ca nổ đốt pháo. Rồi Phú Quý hàng bài cảm động khói pháo mờ. Cái con đó la ở Hòa Triệu, giải phóng rồi, giải phóng miền Nam rồi. Tôi mới nói thêm là nó không biết miền Nam ở đâu đâu, nhưng nó biết giải phóng là ba nó sẽ được về. Đấy, nó khóc, nó cảm động là chỗ đó. Đọc nó nổi gai ốc lên vậy nè. Nó gò, nó xúc động quá. Tôi mới khoát tay ngưng máy, tôi bước trở ra, ra trấn tĩnh lại, trở vô đọc. Nó cảm động. Đấy, đưa tin chiến thắng rồi cái phát cái bài đó. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Trần Phương năm nay đã 85 tuổi. Ông tên thật là Nguyễn Ba Thế, quê ở Bình Đức, Châu Thành, Long Xuyên, nay là tỉnh An Giang. Tham gia cách mạng khi 15 tuổi và tập kết ra Bắc năm 1954. Từ năm 1957 đến năm 1975, ông là phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau năm 1975, ông công tác tại cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Khỏe khoắn và tráng kiện, nghệ sĩ ưu tú Trần Phương quả là một giọng đọc hiếm có trong giới phát thanh viên Việt Nam. Ông đã đọc lời bình cho rất nhiều phim tài liệu nổi tiếng và có công đào tạo nhiều phát thanh viên cho đài các tỉnh, khu vực phía Nam. Suốt một đời gắn bó với ngành phát thanh, nghệ sĩ ưu tú Trần Phương đã để lại những ấn tượng khó phai mờ trong các thế hệ làm phát thanh. Sau đây là một số ý kiến mà chúng tôi ghi lại được. Cái thời khi mà chúng tôi còn đang làm việc ấy, thì gặp nhau thường xuyên và tôi rất thích anh ấy. Người cũng khá nổi tiếng bây giờ đấy, nhưng mà lại sống gần gũi, thân thiết với mọi người. Và cái đó nó truyền cảm hứng cho những anh em biên tập viên, phóng viên. Mỗi khi đi vào phòng thu mà anh Trần Phương đọc ấy, thì biên tập viên, phóng viên là có thể nói là hoàn toàn yên tâm là chất lượng tốt. Cái giọng miền Nam của anh Trần Phương là rất hay, nó đi vào lòng người. Ở top 1 của tụi nói thì gồm độ 4-5 người thôi, thì những người đều đọc hay cả. Mà ông Trần Phương ấy là đặc biệt đọc hay ở thời sự, đọc văn nghệ cũng rất tuyệt. Cái văn bản mà đưa cho cái top 1 để đọc rồi đó mà, thì phóng viên mừng lắm, nâng hẳn cái bài viết của mình lên đấy. Trước đây thì nói với người dân Nam Bộ, khi mà nghe được những cái bài bình luận của anh Trần Phương đọc thì là động viên, là coi như hăng hái lên. Cái bài bình luận như là một cái trung đoàn bộ đội mà dùng lên, địch rất là sợ. Cái đó nghe qua những cái cha chú kể lại, thời gian sau khi mà bác về hưu thì bác cũng có tham gia đào tạo rất là nhiều cái đội ngũ phóng viên, tuyển phát thanh viên. Bây giờ xin được trở lại cuộc trao đổi của phóng viên Mai Hồng với nghệ sĩ ưu tú Trần Phương.
Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Trần Phương, đến nay đã tròn 60 năm gắn bó với ngành phát thanh và ông đã đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật nói trên đài, đúng không ạ? Thì tất nhiên làm nhiều năm rồi phải biết và nâng cái hiểu biết cái nghề nghiệp phát thanh viên của mình lên cái trình độ kiến thức mới truyền đạt lại cho phát thanh viên lớp sau. Người phát thanh viên hiểu biết có kinh nghiệm là phải để truyền lại đó. Tôi dạy các em về giọng nói, về thể loại, về phát âm, rồi về cách diễn đạt ở trên đài. Nó hiểu biết về thể loại rồi cái nó cầm lên nó biết cái bài phóng sự đọc sao, cái bài bút ký này đọc khác hơn bên chuyện ngắn như thế nào, đó là mới hiểu biết. Chứ còn không thôi thì nó chỉ có một giọng đều đều thì là không được, không hay. Tức là nó nửa đọc nửa nói, không phải nói tự nhiên, không phải nói tự nhiên 100% thì không được. Mà rồi đã nói có văn bản nói trên đài rồi, tất nhiên là có nâng lên, nâng lên nó tròn chỉnh, nó đúng, nó là nghệ thuật một chút, chứ không tự nhiên chủ nghĩa hết được. Vậy thì theo ý kiến của ông, việc thể hiện trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam cần phải đạt những cái chuẩn mực như thế nào ạ? Chuẩn mực này do thính giả nhìn nhận thôi, nó dễ thôi, anh cứ đọc đi. Anh đọc chừng 2-3 năm sau rồi anh thấy trong tin tức thời sự, rồi trong thể loại, rồi trong các cái ấy, anh đọc đi, rồi thính giả người ta nghe thấy, cô này đọc thời sự tốt, thí dụ, cô này đọc mấy cái bài phóng sự vừa rồi hay quá. Đó thì người ta nhìn nhận dần dần. Thưa ông, một tác phẩm muốn có được hiệu quả cao nhất trên làn sóng phát thanh thì rất cần sự phối hợp ăn ý giữa các phóng viên, biên tập viên và phát thanh viên, đúng không ạ? Cái người phóng viên muốn ăn ý, muốn thể hiện được nội dung cái bài soạn của mình đó thì là cũng phải học cái này đấy. Học cái những cái mà phát thanh viên học đấy. Để gì? Để mình nói nó lưu loát, nó hấp dẫn. Chứ còn mình muốn nói, muốn ấy mà mình không biết chút đỉnh gì, không biết ít nhiều gì về cái nghệ thuật nói cả thì là không thể hiện được. Chắc hỏi phỏng vấn đó này cái gì, cái phun ngôn đó này cái tối thiểu những cái lịch sự nhã nhặn rồi này cái gì đó hấp dẫn, phải lưu loát và cũng thể hiện cái kiến thức mình hỏi ra những cái mà người ta hiểu là mình biết, gợi ý cho người ta thích, người ta nói ra nói hay, nói được nhiều. Còn mình hỏi những cái nó bí, nó thể hiện là cái trình độ mình nó kẹt, nó bí thì người ta lại không hứng thú đó, cho nên phải học cái là như thế, học lẫn nhau là những cái đó. Như ông vừa nói thì trong từng câu chữ, trong từng những tác phẩm nhỏ nhất thì những người làm nghề phát thanh đều phải có ý thức rằng là mình đang nói cho những người bạn đồng hành thân thiết nhất. Thành tích của đài thì nó vĩ đại lắm đấy, từ đó tới giờ cái đài là một cái mạch sống suốt cái thời kỳ đó mà nhân dân lắng nghe, quân đội lắng nghe để mà làm việc, để mà chiến đấu mãi cho đến bây giờ chẳng hạn, không thể tắt, không thể nguội lạnh, không thể sai được. Cái đài nó quan trọng ở chỗ đó, cái kiến thức nó quan trọng chỗ đó. Cái vai trò của đài trong cuộc kháng chiến chống Pháp rồi đến chống Mỹ cứu nước đối với toàn quốc và nói riêng đối với đồng bào đồng chí trong Nam rồi nó quý lắm, nó thiêng liêng lắm, nó động viên ghê lắm. Lắng tai nghe chiều nay miền Bắc bắn rơi mấy máy bay, ở đâu nó ném bom sập cầu nào rồi này kia, cảm động lắm. Rồi ngoài này đồng bào ngoài này lại lắng nghe trong Nam do đài đưa, đánh ở đâu rồi nó tàn sát gì, nó ném bom Navan ở đâu gì, cái nó bồi bổ cho nhau, nó động viên cả cái cuộc chiến tranh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói tuyên truyền là đã là một phần nữa của công cuộc kháng chiến đấy. Phải biết quý trọng chứ đừng có coi thường cái tuyên truyền đã là một phần nữa của cái công cuộc kháng chiến đấy thì là ai, tuyên truyền là do đài đấy, vai trò của đài là như thế. Mình phải nắm sát được cái thực tế của dân để mình viết bài như thế nào rồi nó đúng được những cái mạch tình cảm đó, người ta mong chờ, người ta cảm động, người ta làm theo. Vâng, thế hệ chúng tôi, những người đang tiếp nối công việc của các thế hệ cha anh đi trước tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cũng rất mong được nghe những lời khuyên quý giá của ông để có thể làm nghề được tốt hơn. Ra đây thì với nghe rồi lâu nay giờ ra đây giờ tôi thấy cụ thể thì thật tình tôi cũng thích, thấy cũng cảm động, bởi vì các em bây giờ nối tiếp viết và đọc thế này thì nối tiếp cái ngọn lửa truyền thống của đài rất là quý. Nó là một cái mạch tình cảm của nhân dân cả nước, của thính giả cả nước, cho nên bây giờ phải mình tiếp tục giữ vững cái mạch sống này thế nào nó vừa trí tuệ vừa nồng nàn lên để mà ôm đúc, để mà góp phần xây dựng đất nước. Chứ còn bây giờ mình viết dở, mình làm dở thì nó đài nó mất uy tín đi, dần dần người ta ít nghe đi thì nó uổng. Đấy, bây giờ các em làm như thế, cái tình cảm đặt vô như thế là rất rất là quý. Làm thế nào nuôi dưỡng cái tình cảm này và nghề nghiệp, học hành trí tuệ rồi đẹp tiếp.
Chứ bây giờ là ngôn ngữ tôi viết rồi nhiều cái cũng còn dở đấy, sai nhiều lắm. Chuyên nghiệp những người cũ nó nhiều cái niệm rồi trao đổi lại nhau. Và ta đọc ta nghe nhiều đi, các đài thế giới đồ này kia ta tham khảo, học tập trong đó, nghiệp vụ trong đó. Chứ còn không chịu nghe, không chịu đọc, không có ý kiến thức thì nó chậm, nó không tiến bộ bao nhiêu. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trần Phương về cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như nghệ sĩ ưu tú Trần Phương đã đúc kết, để làm tốt, đọc hay, các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên làm báo nói cần phải đi, đọc và trau dồi cho mình kiến thức về văn hóa, về cuộc sống. Từng lời nói, từng bài viết đến với công chúng đều phải trau chuốt, chính xác và gần gũi với người nghe, góp phần làm cho tiếng nói Việt Nam ngân vang khắp bốn phương.